Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với CDK chay của mình. Đấy thì anh em ơi, hôm nay thì là ngày thứ 21 nhá. Mình cày chay con ác bên S89 anh em ạ. Lực chiến ngày hôm nay là mình đã đạt được là 300.000 nhá. Về đội hình của mình hiện nay thì mình đang sử dụng Zoro Wano 9 sao, Aoki 8 sao này anh em này. Luffy 7 sao. Đấy, Jinbei 7 sao và Crocus 5 sao anh em nhá. Thì bây giờ thì cùng vào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đấy thì hiện nay ở bên xem về mình đang có cái sự kiện là luyện tướng Fujitora anh em ạ. Thì con tướng Fujitora này là một con tướng của bên hải quân. Đấy rồi, đối với mình thì con tướng này thì nó gây đam theo cái lượng máu cũng như là theo cái lượng khống chế của đối phương. Đấy nên là anh em nào thích thì anh em chơi cũng được nhá. Bởi vì mình đã có một cái video mình review con tướng này rồi. Cái bộ kỹ năng của nó thì rất đẹp, mình nhìn thì mình rất là kết. Đấy, thứ hai là gây đam tương đối là lớn. Đấy là như vậy anh em ạ. Đấy thì mình hoàn thành cái nhiệm vụ 120 lần PVP anh em ạ. Anh như vậy là thiếu một lần anh ạ. Rồi, hoàn thành để nhận một đá tinh thể, đá thể lực anh em ạ. Đấy thì ở hạm đội của mình thì mình mới được nâng lên cấp sĩ quan anh em nhé. Sĩ quan nhưng mà chỉ gọi là được tuyển thôi, chứ còn lại không được kích anh em ạ. Không được kích anh em, giá kẻ mà được chỗ thuyền phó thì có thể được kích, nhưng mà mình mới gọi là sĩ quan thôi. Đấy, lực chiến của mình hiện nay thì cũng chỉ thua bạn thuyền trưởng và một bạn thuyền phó thôi. Đấy là như vậy anh em ạ. Nói chung là anh em cày chay thì muốn chơi thì thật ra anh em phải có đam mê. Đấy, anh em phải quyết tâm anh em chơi cơ. Chứ nếu mà cứ nhìn vào gọi là anh em khác ấy, người ta những cái anh em mà mạnh ấy, thì mình không chơi được đâu. Tại vì mình xác định là mình là dân cày mà. Dân cày thì nó có may mắn hoặc là không may mắn. Nếu không may mắn thì hôm sau mình sẽ may mắn. Đấy là như vậy. Chứ anh em mà cứ quá quan tâm vào cái vấn đề mà tướng mình thua kém người khác ấy, thì anh em sẽ, nếu mà cày chay thì anh em không thể cày được đâu. Anh em cay cú thì em không thể cày đâu nha anh em nhé. Đấy, đối với những anh em cày chay thì anh em cố gắng là lên đến level 80 nhanh nhất nhé. Hiện nay thì sau 21 ngày thì mình mới chỉ lên được đến level 72 thôi. Nhiều anh em mà cùng server các anh em đã lên đến level 8 mấy, 8x, 9x rồi. Đấy, đây là quà gọi là quét viễn trình của mình nha anh em nhé. Được 3 đá này. Đấy, bây giờ thì mình thử làm mới xem là hôm nay có được gì không nào. Một quét 5 sao này. Rồi anh em ơi, 10 vé này. Đấy, 300 kim cương này. Bây giờ quét thì mình ưu tiên là lấy những quét 4, quét 5, quét 6, nhưng mà nó thiên về vé này và thiên về kim cương rồi những cái có giá trị hơn nhé anh em nhé. Giai đoạn đầu ấy thì anh em có thể lấy tướng 4 sao, nhưng bây giờ thì giai đoạn sau ấy thì anh em lấy những cái vật phẩm có giá trị cao hơn. Đây này, mình hôm nay cũng may mắn này, được một quét 6 này, 200 sách đổi này. 200 sách đổi này mà may mắn hên xui là cũng ra cái ra gì phết anh em ạ. Đấy, như vậy này. Đấy, sẽ có 300 sách đây rồi. À, rồi, ok anh em nhé. Đấy, 19 vé này, 5 đá này. Rồi, anh em ơi. Mình xem nào, mình sẽ lấy một vé nữa để cho tròn 20 vé nhé. Đấy, đúng tròn 20 vé luôn này anh em này. À, vé này hôm nay vào ngày thứ 21 để xem nào. Rồi,
Rồi bây giờ mình sẽ quay 20 vé này nhá anh em nhá. Xem ngày hôm nay là có gì may mắn là ngày thứ 21 xem nào. Mình thì mình vẫn mong là được một tướng tứ hoàng. Đây rồi. Moria anh em ạ. Nào, tiếp tục nào. 10 vé cuối nào, mình sẽ mong là được một tướng tứ hoàng Crocus. Nếu được Crocus thì tuyệt vời nhất anh em ạ. Với tình trạng mà ra nhiều tướng 4 sao này thì rất là khó. Mình nghĩ là không may mắn lắm này. Đấy anh em ạ. Mình dự đoán không sai lắm. Đấy anh em nhá. Bây giờ còn 5 đá thể lực này. Hiện nay mình có 31 này, 5 đá là 36 này. Vẫn chưa đủ đổi Crocus anh ạ. Biết đâu này. Biết đâu này. Ơ giờ mới được Bergy anh em ạ. Nhưng mà không ăn thua rồi. Mình thích Crocus thôi. Đấy em ơi, như vậy là 4 đá thể lực thì mình được mà một Bergy nhá. Một Bergy thì hiện nay Thất Vũ Hải này, Thất Vũ Hải thì chưa đủ để nâng này. À, Hải Quân thì vẫn chưa đủ là 2 4 6 8 9. À như vậy là đủ rồi anh em ơi. Đấy, như vậy Hải Quân này mình đủ này. Đấy anh em nhá. Đấy như vậy là Hải Quân thì mình sẽ nâng quan tướng thứ hai. À mình từ từ đã anh em, chờ mình tí nhá. Như vậy nếu đây thì phải bỏ Senoku đúng không? Thì xem còn gì để mình mở không nào. Không còn gì để mở anh em ạ. Nhưng mà thôi, mình là dân cày chay mà, lên được thì mình sẽ lên nhá. Ngày thứ 21 anh em nhá, mình sẽ lên quan tướng thứ hai, lên level 9, đó là chính là Kuzan anh em nhá. Đấy anh em nhá. Ngày thứ 21 mình sẽ lên con tướng thứ hai, gọi là mới được Zoro 9 sao và Kuzan 9 sao anh em nhé. Đấy, như vậy là đội hình hiện nay của mình là đã có Zoro 9 sao này, Kuzan 9 sao anh em nhé. Được hai con tướng 9 sao rồi, như vậy là cũng tương đối là may mắn. Mình nghĩ là đối với dân cày như mình thì thế nào cũng tương đối là may mắn rồi anh em ạ. Đấy, có bạn nào bạn nhắn tin cho mình mà mình không biết là thế nào này. Mình alo lại xem là bạn ấy có phản hồi lại không này. Thế thì anh em ơi, như vậy là hôm nay là ngày 21, tổng kết ngày 21 thì đội hình của mình thì vẫn như vậy thôi. Nhưng mà có một bước tiến mới là mình đã nâng được Aokiji, hay nói cách khác là Kuzan lên được 9 sao anh em nhé. Đấy là con tướng 9 sao thứ hai ở team của mình. Đấy, như vậy hiện nay là anh em có thể thấy đấy, đội hình hiện nay của mình là đang Zoro tổng kết ngày 29 là Zoro 9 sao này, Aoki 9 sao đấy, Luffy 7 sao và Jinbei 7 sao, cũng như là Crocus 5 sao anh em nhé. Rồi xin cảm ơn anh em, xin chào anh em nhé. Mong anh em sẽ tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn anh em.